À, chúng ta có chơi thí dụ thích chơi thú thì hai cây mình châu đầu vô. Thí dụ như đơn giản cả nhà mình thấy cây này đi ha. Cây này và bên này cũng có một cây, hai cây dán y gan vậy là mình ta để vô là thấy nó ra một cặp hay chưa. Đó. Nhìn quay cây chính giữa, hai cây hai À. bên, giờ anh thấy anh quay cây chính giữa. Đâu mình canh ngay giữa mới mới thấy được hai bên Đó, chứ. vậy không có, nãy giờ nè em đứng hai bên để anh canh chính giữa vậy đúng không, là anh Đó thấy đó hai đó. bên đúng không, là anh Đó. thấy quay cây chính giữa nhiều hơn. Wow, ok. Thì quay ngay giữa mới thấy được mấy lấy cái trọng tâm được chứ. Rồi, cây kế tiếp. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến nhà vườn của chị Điệp tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai ha. Lô mai này thì như cả nhà mình thấy trước mắt em thì đa phần nó liền cốt hết rồi. Ghép rất là già mùa ha, 8-9 năm. Hàng hàng này hàng xịn sò, hàng chuẩn, mình chơi chơi Tết 2024 cả nhà. Thì chúng ta tiến vào gặp nhà vườn ha. Rồi em chào chị Điệp nha. À, chào anh Thảo nhé, em chào tất cả anh chị em mình đang xem trên kênh ha. Thì hôm nay quay lại với kênh thì em có nhờ anh Thảo đến vườn để mà quay cũng như mà giới thiệu giùm em một số cây của dảo Thủ Đức già mùa. Cái này thì em ghép già mùa lắm rồi anh chị ơi, 8-9 mùa ăn lên hết. Cái này được ghép nói chung là nó cũng phần đa là 80%, còn không phải 70-80% là nó sẽ liền cái mắt đầu ghép này nó. Thì nó như cái này là nó rõ rệt hết, do em nuôi vườn em nuôi nên là nằm trong cái chậu này thì nó được không có được đẹp mắt mấy. Thì anh chị mình về thì anh chị mình mua giùm em cái chậu lục giác hay cái chậu đẹp hơn mà nó nồi hết cái bộ đế này thì nó sẽ tăng cái vẻ đẹp hơn. Địa chỉ của vườn em thì em ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại giao lưu với em Điệp là 0968282738 nha cả nhà. Đặc biệt cái lô này em có giá sỉ cho anh chị nào mua để mà kinh doanh lại. Nút nụ thì cả nhà mình biết rồi đó, dảo Thủ Đức thì nó già mùa thì nút nụ cái lô này quá trời quá đất luôn nha. Dữ lắm luôn. À, mình có được bao nhiêu cây như vậy chị? À, cái lô này thì em còn khoảng 80-90 cây á anh. 80-90 cây. Dạ. Nên anh chị nào muốn lấy giá sỉ thì cứ alo cho em Đẹp nha. Mã số đầu tiên hôm nay là em giao lưu quý mã số là 1 ô nha cả nhà. Cả nhà nhớ đọc giùm em cái ký hiệu đằng sau ha để em biết và em Một nhận ô. định cây Dạ. nha cả nha. Rồi cô chú chị xem cái cốt ghép này. Rất là lâu rồi ha. Những hàng Đây là này. để em đo thử, trước tiên em đo cái mắt ghép này luôn ha. Hàng này nở chất lượng dữ dằn đó nha. 11 luôn nè cả nhà. Đấy là cái mắt ghép nhỏ, còn bên đây cho khoảng ra 12. Nhiều à? 13, Đó. 13. Bây giờ là em đo cái này trên này, bây giờ mới vô đo chi tiết cái cây ha. Cái này là 19 rưỡi, mình lấy 19 đi. Mình có đo. 60. Đó, để ngay đây. Cái này là em ghép rất là già mùa rồi. Nói chung là nó còn khoảng 70, có cây 70-80% nữa là nó sẽ liền. Đây như cái đầu ở đây thì nó sẽ liền. Đó, còn nút nụ thì những cái cây dảo Thủ Đức cũng là cái giống truyền thống. Thì bây giờ nút nụ thì cả nhà mình chơi Tết thì cái này là ok luôn nha. Ừ, rồi cây Em chưa ra chiều cao á. à chưa đâu, chưa đâu. 130 là chiều cao. Tán ngang là 112 nha anh chị mình. Tán ngang 112. Mã số 1 ô này em giao lưu với giá là 5 triệu. Em bao phí luôn, nếu mà anh chị ở xa thì em sẽ đóng kiện gỗ. Còn nếu mà ở gần thì em sẽ giao xe trong ngày nha cả nhà. Rồi, cây này nếu như mà giao xe được thì đỡ ha, chứ đóng kiện gỗ tiền ship cũng khá à Dạ. Còn nếu mà anh chị nào đến tận vườn thì kẹt sẽ có giá sỉ là ha. tốt hơn nữa. Đến tận vườn thì coi như mình bớt ra cái tiền chi phí vận chuyển đâu ha chị. Dạ đúng rồi anh, cái này Rồi. coi nè, nút nụ nó lên tới cái ngọn luôn nha, nút nụ này Dạ. nó lên tới cái ngọn luôn ha. Mai Thủ Đức già mùa mà, nó phải nụ nút thì chất lượng này. Rồi cái mã số 1 là 5 triệu. Giá này coi như là giá rất là ưu đãi rồi cả nhà. Anh chị nhớ giùm em ha, 1 ô đằng sau giùm em nha, chứ nhiều khi nói số 1 không sợ em nói lộn cây á, nên anh chị nhớ nói thêm cái ký hiệu đằng sau giùm em nha. Rồi, mình lên cây mã số 2 nha chị. Dạ. Bắt về ta tấn có đời à. Bác về ta tấn Rồi, cây mã số 2 ô. hai ô cũng là một em nói luôn nha cả nhà. Đây Ủa, cái cây này nhìn hoành tráng chưa, hình thức. Cây này giống thú luôn nữa cả nhà. Ồ, đã chưa, cái gốc ghép nè. Cái này còn tí tẹo nữa là nó liền hết rồi nha. Cốt này bự rồi, cốt này chắc cũng có cả 18 19 nữa nha. Xuất sắc chưa? À, hình thú luôn nha. Rồi mình đo thông số luôn chị.
Ngưng cái mã số 2 ô nhưng anh chị mình cũng là cùng một cái lô Thủ Đức thì sớm em Điệp giới thiệu, thì từ xưa giờ cả nhà mình biết là em quay mà những cái cây lớn như thế này em quay rất là kỹ, có những cái khuyết điểm gì thì em sẽ chỉ cho cả nhà mình tham khảo được thì cả nhà mình ủng hộ em nha. Đây như cái cây này, như cái cây này nè cả nhà, này nó có nó sẽ bị nứt cái da ngay chỗ này nha. Thì từ xưa giờ cả nhà để ý em rất là nhiều, những cây nhỏ thì em không nói, những cây nhỏ có khuyết điểm thì dù khi em cũng nói nhưng mà có em thấy thì em sẽ nói, còn những cây lớn như thế này là em soi rất là kỹ, khi lên YouTube là những có khuyết điểm như thế này là em chỉ cho cả nhà mình tham khảo được, cũng như cả nhà mình thích hay cả nhà mình chịu những cái như thế này thì ủng hộ cho em Điệp nha. Đây là nó sẽ bị nứt da như thế này, do nó già quá thì nó sẽ bị nứt da chứ nó không ảnh hưởng gì hết, anh chị mình biết rồi đó, nếu mà nó ảnh hưởng thì nó sẽ không cho cái bộ lá nó xanh tốt như thế này cũng như cái vàng nút nụ quá trời luôn nha. Dạ, cái phần đó thì tí nữa chị đo thông số báo báo giá xong rồi cái phần đó để em phân tích cho cả nhà mình xem, an tâm đi, Này nó đo làm không sao? sao. Mét 1 mét 6 sáu á, cao mét sáu. Ồ, cái mai ghép cao 1 mét 6. tán ngang rồi xem đo ngược. Tán ngang là khoảng 130 nha cả nhà. 130. Hoành gốc là 26. Gấp 26. Này có chân đằng trước chân chịu rồi nữa ha. Đây, Ừ. ở đây là nó một cái lẫn Thuần trắng thú nha nha cả cả nhà. nhà. Rồi cái cây này là giá nhiêu hả chị? Cái cây này em giao lưu với giá là 6 triệu bao phí luôn nha cả nhà. Dạ, giá 6 triệu vào phí. Dạ, giá này ok. Thì do bên nhà vườn mình nó có cái khuyết điểm là bị nứt ở đây. Mà cái hiện tượng này thì cô chú anh chị mình hay thấy trên những cây mai ghép già mùa nha. Mai ghép già mùa hoặc mai không ghép thì cũng già mùa, nó cũng có hai nứt vậy. Vậy là lý do cả nhà mình nó cây mai chúng ta nó bị thiếu canxi nha. Cô chú anh chị mình trong quá trình mình nuôi á, nếu như mà cái này nó bị rồi thì mình vẫn sạch thì nó sẽ tái tạo cái làn da mới bên trong ha. Còn nếu như bình thường cả nhà mình chăm á, những cây già như thế này mình hay bổ sung canxi bo cả nhà. Cô chú anh chị mình mua canxi bo xịt nó dụ khoảng 1 tháng mình xịt 1 lần là nó tránh cái tình trạng này nhiều lắm. Cái này thì không ảnh hưởng gì tới cây đâu, cô chú anh chị nào mà chơi cây nhiều thì mai hoặc là mai vàng lâu năm mình cũng biết là nó những cây già nó hay bị nè. Và những cây mai gốc nhất già mùa nó cũng hay bị như thế này, nhưng không sao đâu. Rồi cây mã số 2 ô này thì cái giá là 6 triệu ha. Quá là ok luôn, to đùng ha, to vật vã luôn. Rồi, đổi cây. Đó, hai anh chàng lực lưỡng vừa khiêng tận thân đó. Là cái đó là giá đó là bao bao ship rồi cả Thì em thấy cái những giá này là được. rồi cây mã số 3 ô, cây nào cũng hình thú hết cả nhà, để thú á, thú này có chân nha, chân cẳng Mã số 3 thôi nha cả nhà. Nguyên một con thú có chân cẳng, chân trước, chân sau đầy đủ luôn. già Cái mùa này khủng về khiếp. là chỉ cho là nhà vườn á mình nuôi nên là nhà vườn thường vô những cái chậu như thế này thì nhìn nó không đẹp mắt mấy. Anh chị mình mua về thì anh chị mình mua cái chậu đẹp hơn, lục giác ha, nhà nó cả nhà mình vô thì nó sẽ tăng được cái độ nè, cái nét đẹp của cái con thú này lên cũng như cái cây nha cả nhà. Đây, cây này cũng có khuyết điểm ngay chỗ này nữa nè cả nhà. Đó, đây cũng có khuyết điểm ngay đây nữa nha. Đó, những cái cây lớn bình thường em Điệp lên bán những cây lớn như thế này là có khuyết điểm thì em sẽ chỉ hết cho cả nhà mình tham khảo à. Nút nụ cả nhà, Hình gốc này là 21. gấp 21. Tán ngang là 119. Tháng ngang 119. Chiều cao là 113. Thì Cao cây này á là em cũng nói với anh chị mình luôn là ở xa thì em sẽ đóng kiện gỗ để giao cho cả nhà. Còn nếu mà ở gần thì em sẽ giao bằng xe để anh chị mình nhận được trong ngày luôn nha. Mã số 3 ô này thì em giao lưu với giá là 5 triệu, tất cả em đều bao phí vận chuyển và đặc biệt là vườn em còn số lượng cũng như giá sỉ nha anh chị mình. thì cái này em cũng nhắc lại cả nhà mình, những cây nãy giờ chúng ta quay đó, nó đều là giảo Thủ Đức nha cả nhà, giảo Thủ Đức già mùa, nhiều khi cô chú chị xem lướt qua rồi cái không có nắm được cái giống. Thì hàng này thì ghép cũng 7 8 năm rồi cô chú, rất là già ha. Cái này nè, cái này mắt ghép của nó là rất là to, cái này còn 80% nữa nè, được Nè, 80%, xíu nữa là liền hết 20% rồi. nữa là nó liền. Nhưng ở đây nó sẽ bị ở đây chỗ này là gọi là lũa, nó chỗ này nó bị ngay chỗ này nha. Anh chị mình để ý ha, những cái như thế này là em Điệp chỉ rất là rõ. Tại vì thường như em quay những cây lớn là từ xưa giờ anh chị theo dõi em biết là cái nào có khuyết điểm là em chỉ rõ ràng vô cái khuyết điểm đó. Rồi mình lên cây mã số 4 đi. Rồi tiếp tục là cây mã số 4 ô ha, cũng là một cái cây mai giảo Thủ Đức, ghép này Ủa, nó liền cốt luôn rồi. nó già tới nỗi mà nó thay da luôn À, dạ. Nó bung da này thì không có ảnh hưởng gì cây nha cả nhà. nó Đó, cả nhà mình thấy già cái quá lớp rồi nó trong nó thay có da. bình thường à.
quá trời lâu mà cái cốt ghét của nhà mình tưởng tượng nó to đùng nha. Cây này hình như còn 90% rồi phải không anh? Không. Nó hết luôn em hết thấy rồi. 90% rồi. Cái này chiều cao mình lấy 1m6 nha anh chị mình. Tán ngang đây là 119 ha. Tán ngang 119. Nó dài dữ lắm rồi. Những cái lùi Thủ Đức này mà nó già mùa như thế này nè, khi nó nổ bông rồi to lắm anh chị ơi. 22 là hoành gốc. Hoành gốc 22. Những cái lô Thủ Đức như thế này nè, Thủ Đức là cái giống truyền thống từ hồi xưa và bắt đầu mình làm mai, nên anh chị mình cách nó chăm sóc cũng dễ nữa hơn những cái giống khác như cúc đồ này kia. Và đặc biệt là cái cây dẫu Thủ Đức này, nó khi nó già mùa về nó nở cái bông nhìn mê mắt lắm cả nhà. Cái mã số 4 ô này thì em giao lưu với giá là 7 triệu, tất cả em cũng đều bao phí vận chuyển đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Rồi 7 triệu cho cái mã số 4 ô nha cả nhà. Đây em quay cho cả nhà xem cành nhánh, cành nhánh từ dưới trên lên trên ha. Cốt bự bự hết trơn, cái cốt nó thôi là cũng cả mười mấy hoành nữa nha, còn cái cốt chính của nó thì hiện tại này 17-18 hoành luôn á, rất là già ha. Những hàng này về chúng ta chơi thử một cây đi, chơi thử một cây mình mới thấy cái sự khác biệt giữa cái cây mai non với cái mai già nó ra sao cả nha. Rồi mình lên cây kế tiếp. Rồi cây mã số 5 ô. Cái cây này từ sớm giờ có thể là xum xê hơn đó, nhưng cả nhà xum xê hơn những cây nãy giờ. Cũng là em Thủ Đức của già mùa của nó luôn nha. Cũng cùng một lô luôn. Cái này thì từ sớm giờ anh Thảo có mình có chỉ vô cái dàn nút nụ không anh? Có gì? Nút nụ thì bao cho cả nhà mình luôn ha. Nói chung là những cái cây dở Thủ Đức mà nó già mùa thì cái dàn nút nụ thì anh chị mình khỏi có chê ở chỗ nào hết. Như cái cây này như em thấy nó còn có xíu nữa. Chút xíu nữa khoảng cái này được 90% nữa thì nó liền đầu nè anh chị. Thì cứ biết là cái gốc nó to như thế này, cái mặt cắt của nó cũng sẽ to. Nhưng mà bây giờ nó muốn liền đầu thì chứng tỏ là cái lô này em đẹp ghép rất là già mùa rồi nha. Quá là già. Anh qua bản nhắc nó xếp xéo gì em không biết đâu làm sao. 22 là hoành gốc. Hoành gốc 22. Tán ngang là 125. Ngang 125. Chiều cao đó 1m6 nha anh chị mình. Cây này khá là to. Cái cây này nếu mà anh chị nào tới vườn thì em bớt cái chi phí lại cho anh chị mình. Còn nếu mà cũng như em nói là mình giao xe, còn nếu mà ở xa quá thì em đóng kiện gỗ cho anh chị mình hết ha. Thì trong cái quá trình mà đóng kiện gỗ thì sẵn đây là cái cây mã số 5 rồi, em cũng nói cho anh chị mình biết, em sẽ đỡ lên như thế này. Em sẽ đỡ nó lên như thế này. Hiện tại là anh chị mình thấy nó to, nhưng mà khi em đóng kiện gỗ là em sẽ đỡ lên như thế này và em bó cho nó gọn lại ở cái mức nó gọn, nhưng đặc biệt là nó sẽ không bị gãy nhánh. Nên là khi anh chị mình nhận cây có thể là nhìn hiện tại là đóng trong cái kiện gỗ thì nhìn nó nhỏ hơn như hiện tại đang quay như thế này, nhưng khi xong anh chị tháo ra thì anh chị có thể bẻ cái dây này xuống giùm em ha. Ảnh hưởng không ảnh hưởng gãy gì hết, tại vì đây đi vô dây rồi nên chị có thể là bẻ lên bẻ xuống như thế này nè, nó đâu gãy đâu anh. Đó. Dạ. Đó. Cái cây mã số 5 này bên vườn em sẽ giao lưu với anh chị mình với giá là 8 triệu và em bao phí vận chuyển luôn nha. 8 triệu cho cây mã số 5. Nói chung là xứng đáng đồng tiền bát gạo đó nha. Cây ghép như thế này và mua liền lạc. Ở đây nó còn có tí xíu nữa là liền cả nha. Xem cái ngón tay em còn đúng một ngón tay thôi là nó đã liền. Cái đầu cũng khá là to mà nó liền như thế này ha. Cây già mùa liền lạc. Rất là ok luôn. Dàn nút nụ nè. Lâu lâu mình chỉ vô cái dàn nút nụ. Có. Nãy em có quay. Đó. Trời luôn nha. Rồi mình đổi cây đi. Rồi. Rồi, kế tiếp là cây mã số 6 ô. Anh chị mình nhớ nhé, khi mà anh chị mình ấy nhớ đọc giùm em cái ký hiệu đằng sau nha anh chị mình. Nụ nút nè cả nhà. Nói chung mai già mùa cả nhà mình an tâm vấn đề nụ nút. Chiều cao là 132. Cao 1m32. Tán ngang là 133. Tán ngang 133. Đây để mình coi cái có khuyết điểm gì không nữa. Cái này anh vô đây. Đây nha cả nhà, đây là nó cũng bị nứt cái nhánh ở đây và được nó tróc da. Anh nghe sao kỹ vô đây giùm em ha. Rồi. Nó có cái vết nứt đó cả nhà. Có cái vết nứt giống như rồi. Cái cây thì sẽ có một cái cây á. Mấy cây già già nó hay cái bị đó. Cái này 22 là hoành gốc nha anh chị mình. Đó. Những cái vết nứt nó lên tới đây, nó vết nứt ở đây và nó bị tróc da thôi, còn hoàn toàn nó không có gì nữa hết. Thì thường em đó cũng rất nhiều những cái cây lớn em soi rất kỹ, nhưng nói chung có khuyết điểm nào thì em sẽ chỉ cho cả nhà mình tham khảo ha. Cái mã số 6 ô. Cái này nãy mình đo thông số chưa ta? Em đo rồi. À.
Giá nhiêu 6 chị? ô này thì em giao lưu với giá 5 triệu, em cũng sẽ bao phí vận chuyển đến tận nhà luôn nha anh chị. Giá 5 triệu bao phí vận chuyển. Đó thì nãy em cũng có nói cả nhà mình cái đó là cái vết nứt đó thì nói chung nó không ảnh hưởng tới cái tốc độ sinh trưởng của cái cây ha. Cô chú anh chị mình mua canxi bom xịt vô. Thì ngày thường mình chăm sóc cũng vậy, lâu lâu mình tưới hoặc xịt định kỳ, tại vì nó già lớn tuổi y như người ta mình lớn tuổi rồi bắt đầu hơi thiếu chất gì đó, mình bổ sung thêm định kỳ vậy đó. Rồi, lên cây kế tiếp ha. Rồi, cây mã số 7 ô ha. 7 ô nha anh chị mình. 7 ô. Đó. Cây nào cây nấy nút nụ như siêu nụ ha. Cái con này dây nem cái mặt này đẹp quá ha. Nó nằm nghiêng nghiêng thấy cưng không cả nha. Đó. Cái lô này hình như 100% đều nằm vậy hết chị. À, Nằm mà nhá. cái con này sao nhìn em nhìn thấy cưng với ta. Ừ. Đúng không? Cái con này thì nói chung là nó có duyên. Có gì 7 đó. ô này nó có duyên lắm nha cả nhà. Duyên dáng miền Tây. 22 là hoành gốc. Gần liền. 90% sắp Ừ. liền à. Sắp liền hết. 90% còn cây này không có khuyết điểm gì hết nên là em đẹp sẽ không có có chỉ như cả nhà em không thấy có khuyết điểm gì hết. Đồng như vậy muốn được hướng nắng à. Qua hướng này đi. 115 là tán ngang. 133 là chiều cao. 133 chiều cao. Ừ. Rồi, cái này giá nhiêu chị? Cái này em giao lưu với giá là 7 triệu em cũng bao phí luôn nha anh chị mình. 7 triệu bao phí vận chuyển. Dạ. Cây rất đẹp nha cả nhà, cây hình thú. Mà cái này thì đa phần với cây này chúng ta có thể vô cặp nha, tại cái dáng nó rất là giống. À, chúng ta có chơi thí dụ thích chơi thú thì hai cây mình châu đầu vô. Thí dụ như đơn giản cả nhà mình thấy cây này đi ha. Cây này thì bên này cũng có một cây, hai cây dáng y gan vậy là mình ta để vô là thấy nó ra một cặp hay chưa. Đó. Nhìn quay cây chính giữa, hai cây hai À, bên giờ anh thấy anh quay cây chính giữa. đâu mình canh ngay giữa mới mới thấy được hai bên chứ. Vậy vậy không có để giờ này em đứng hai bên để anh canh chính giữa vậy đúng không, là anh Đó thấy được đó hai đó bên đúng không, là anh đó. thấy quay cây chính giữa nhiều hơn. Wow, ok thì quay ngay giữa mới thấy được mấy lấy cái trọng tâm được chứ. Rồi cây kế tiếp. Rồi kế tiếp là cây mã 8 ô ha. Nhìn sơ qua thì em thấy cây này cực kỳ là lực luôn nha cả nhà, từ cốt ghép ha, cốt ghép tới đường thân tới cái dạng đế nhìn nó lực lưỡng lắm. Cái này thì 99% là liền đầu nha anh chị mình. Đó, cái này trước mắt thì em không thấy cái gì hết. Có khuyết điểm, cái này thì không có khuyết điểm, đặc biệt thì nó cũng có cho chóp chóp da một ít thôi. Đây nó có Nó chút già nó vùng vậy chứ, da. nó già Đó. nó vậy thôi chứ nó không ảnh hưởng tới cây. Dạ. Cả nhà xem cái rễ nó nè, cứng ngắc. À, tán ngang là 122. Tán ngang 122. Chiều cao là 133. Cái này đẹp cả nhà. Cái nút nụ Cái này cốt cái này đẹp mà quá. do cái này nó nặng quá em đẹp không có ghim lên được cái, chứ thường thường mà những cây lớn như vậy mà em ghim lên nổi em dở lên cho cả nhà xem luôn. Cái này là 24 là hoành gốc nha cả nhà. Hoành Đó, cũng cái này bốn. là 99% là nó muốn liền đầu cũng giống như cái mắt ghép này nè, Nè để cả em nhà coi mình cho cả xem nhà. ngay chỗ này chỗ ghép nè, cũng khiếp chưa. Đó cái đoạn ghép 22 chị. Trời dữ à, có dướng gì? À Ờ. dướng sợi dây anh ơi. Cho 20 luôn á. 21 chứ không 20. 21 Ờ, đó. 21 á, cũng khiếp Nhà chưa. coi nè, coi cái mắt ghép hết hồn nha anh chị mình. Cây này Cái cũng có đoạn ghép chỗ duyên đó đó. nha. Nhưng cây Đó. này đẹp á. Thì Cây đẹp nha anh nó lật chị mình. cây. Mã số 8 ô. Cây này thì em giao lưu với giá là 7 triệu em cũng bao phí nha cả nhà. 7 triệu. Rồi ok cây mã số 8 ô, cây này đẹp nha cả nhà. Cô chú anh chị mình đúng mình thích chơi á, thì cái cây này em thấy nó rất là đẹp. Về chúng ta chơi tàn cũng được mà sau này ví dụ chơi xong đã đời mình hạ bonsai cây cũng rất là đẹp. Nụ nút thì ok ha. Rồi, lên cây kế tiếp. Rồi, kế tiếp cây mã số 9. 9 ô của 9 cây ô. này. Cây Thủ Đức luôn nha anh chị mình. Cây Thủ Đức. Cây Thủ Đức này thì nó có đặc điểm là nó khác cái lô hồi sớm của mình ha. Này Cái lô này nó khác lô nha, chứ nó không có cùng cái lô hồi sớm nha cả nhà mình. Cái mắt khách nó cũng còn khá là nhiều ở đây. Đó, những cái nào mà nó nói chung là những cái lô lớn như thế này thì anh chị mình theo em theo dõi em lâu thì anh chị biết có những cái khuyết điểm nào thì em sẽ nói là có cái những cái khuyết điểm đó, còn không em không có nhắc đến là nó sẽ không có khuyết điểm như đây. Là cái cây này thì nó không cùng lô chung với 8 cái cây hồi sớm, nó khác lô. cây này to ha, to xác. Nụ nút thì cũng ok nha cả nhà, rất là nhiều nè. Em gần cái tay xem em Hàng đo này được chưa tay tết được chưa. em đo cái tên cổ đây đi Đó, chứ đo không tên đúng được, là 35 nha anh chị. đi.
Vậy cây này chạy ra khoảng 37, nếu như đo được thì 37 á. Phải đo mỹ trên nha. Tán ngang là 125. Tán ngang 125. Chiều cao là 133. Cao 133. Cần xỉu luôn nha cả nhà. Cây này mình giao lưu giá nhiêu hả chị? Dạ, cái cây này thì em giao lưu với giá 6 triệu thôi nha cả nhà, bao phí cho anh chị mình luôn nha. Giá 6 triệu. Cây này chỉ có một cái khuyết điểm là cái đầu nó còn chưa có liền thôi, chứ mà cái cây lớn. Cái này thì mới vô trong đây nha cả nhà, nhưng mà nó không có bị sao nha. Đó. Có này. Có những cái khuyết điểm gì thường em có những cái khuyết điểm gì làm sẽ chỉ cho cả nhà, như cái đầu nó bị này là nó bị thẹo từ nhỏ. Nói chung là cái thẹo này nó từ nhỏ không ảnh hưởng gì hết. Rồi, cây to, được cái to sát ha. Dạ. To sát vàng tròn đều, nụ nút ok. Rồi, lên cây kế tiếp.